Hôm qua, Đảng quyền lực quốc dân PPP cầm quyền ở Hàn Quốc đã phê chuẩn ông Chung Jin-suk, Phó chủ tịch Quốc hội, làm lãnh đạo lâm thời mới, hoàn tất quy trình để thành lập Ủy ban lãnh đạo khẩn cấp mới của đảng. Ủy ban quốc gia của Đảng quyền lực quốc dân PPP cầm quyền đã thông qua đề nghị bổ nhiệm ông Chung Jin-suk làm chủ tịch của Ủy ban khẩn cấp mới, thay cho Ủy ban cũ vừa bị tòa án ở Seoul ra phán quyết không hợp lệ vào tháng trước. Sau việc bổ nhiệm lãnh đạo cao nhất, đảng PPP có kế hoạch bổ nhiệm các thành viên còn lại của Ủy ban khẩn cấp vào tuần tới. Về phần mình, ông Trung Jin Suk cho biết sẽ nhanh chóng đưa các nguyên tắc cơ bản để vận hành, nỗ lực ổn định đảng cầm quyền vì sự thành công của chính quyền của Tổng thống John Tuy nhiên, hiện chưa biết vị trí của ông Trung Jin Suk sẽ ra sao khi cựu lãnh đạo PPP, ông Lee dương Suk, người đang bị đình chỉ tư cách 6 tháng do các cáo buộc vi phạm đạo đức, tiếp tục để đơn kiện chống lại quy định mới của ủy ban quốc gia của đảng cầm quyền ppp